Dạ em chào mấy anh nha. Dạ bữa nay 28 tây tháng 5 nha. Em có lên mười mấy con máy ha, giới thiệu mấy anh ha. Anh nào mua thì ủng hộ em ha. Số điện thoại em là 0343000397 nha. Em tên Mai Bình Chánh. Em vô luôn nha. Con này 761, tiếp theo clip trước nha. Kênh em bán là bao hơi bao lửa, chưa nổ, chưa tính phí ship luôn nha. Ví dụ như con này về tới anh là 100 ngàn nè, nặng 15kg, 100 hay 105 gì vậy. Dạ. Con này Mitsu 3 năm mua là 3 ngựa rưỡi, đời này là gắt xới nha. Cốt chiền tua chậm ha. Con này báo giá công khai 850 nha. Con này bình xăng nhựa. Lóc đẹp quá. Chà, em đi chuyến này phải coi kỹ cái bình xăng mà đợt hả? Em đi ra ngoài tới ngoài cái anh ngoài cái bình xăng nó bị lủng. Con này nhìn khá liền lạc luôn nha anh. Em bán đi ha, bao hơi bao lửa đầy đủ đồ nha anh. Căng không thiếu phụ kiện ha, vậy mấy anh mở bình xăng, mở chế xăng ra hỗ trợ xúc giúp em nha. 761. 761 Mitsu 3 ngựa rưỡi. 762 nha anh. Bình xăng bên trong ha, trắng nha anh. Được. Con này 762, con này cốt thẳng nha anh. Con này Kuta cốt thẳng, con này 3 ngựa nha. Con này 150, 3 ngựa 7 chứ, 3 ngựa 7 lần anh ơi. Đây. Nó đã dưới lốc ha, GS 150, con này cốt thẳng nha anh. Con này báo giá công khai 1.1 triệu nha. Con này ha, không đẹp nhanh. Đây, quay rõ ràng cho mấy anh ha, đã về mấy anh lại chơi xấu nữa. Em có bị một anh rồi. Một anh ngoài Bắc rồi. Em quay rõ ràng anh về anh giao mà anh lột ra anh mở nó xấu quá anh không nhận nè. Em đâu có thêm bớt gì đâu nè. Xấu em bảo xấu trên mạng em đã báo trên live hết rồi mà. Có con muốn hỏi em đăng con 5 ngựa 2 cốt thẳng, con báo 1.2 triệu bình xăng trong trắng mà ngoài nó xấu. Con là con cốt chiền nha anh. Con là con Kuta 120. 130 luôn. Con là 130 luôn ta. 3 ngựa 4 nha anh. Con này lóc đẹp. Cái con nhẹ nhẹ ha, về cho mình bơm nước đầu, nhẹ nhàng thân thể con là khoảng 15kg thôi nha anh. Con này còn in nguyên cái mớ chữ tạo luôn nè, thấy kìa. Con này báo giá công khai 1 triệu nha, tại bình xăng trong hỏng đẹp nha. Bình xăng không đẹp mà ở ngoài mút mượt thôi. 763. Con này 3 ngựa 4 nhanh. 130 ha. Còn con này là con Robin EI 20. Robin EI 20 là 5 ngựa nha. Con này cốt thẳng luôn nha, báo giá công khai 1 triệu 3 ha. Bojin nhanh. Sơn dặm rồi nè, nó sơn luôn tới cái yếm trên đây luôn nè. Cái này do bển sơn nha anh, em không có để ý nữa. Cái bình xăng này của nó nha. Con này cốt thẳng nha anh. Con này cốt thẳng chốt quết ha. Con này tốc nhanh, tua 4.000 nha anh. Con này báo giá công khai 1.3 triệu nha. Con này thì bô đẹp. Bô ngon lành luôn. Trời ơi, nó sơn nè, nó sơn trong luôn. 764. Trắng nha anh. Con này Robin EI 20, én nhỏ ha, IC ha. Con này 5 ngựa, cốt thẳng. 765. 765 con này Mitsu nha anh. Mitsu chụp giật mặt quỷ, boe nhớt ha. Con này đòi chiên gác xới luôn. Con này em báo giá công khai 1 triệu 2 nha anh. Bình xăng bên trong không đẹp ha. Bề ngoài thì mướt mượt ngon lành chứ bình xăng bên trong không đẹp ha. Em bán cái này em bán theo bình xăng nha anh. Bình xăng trắng đẹp thì khác. Còn
mình xăng xấu là cái áo nào mất một luôn anh. Nè mình xăng bên trong nhanh. 765 1,2 triệu. 766 766, con này Robin Y18 nha anh. Con này đời IC ha. IC IC tép. IC nằm bên hông nè. Con này khá liền lạc luôn đó. Con này đẹp á, mình xăng trong trắng tinh nè anh. Con này Robin 5 ngựa nha anh, cốt chiền tua chậm ha. Thấy cái bô nè, hú hồn chưa? Này cái bô nè, tỷ lệ phần trăm bảo nó xài rất là ít luôn bô nè. Quá đẹp luôn nè, từ trên dưới nè. Đây nó còn nè, đang thui vừa lùi luôn. Gà ghét ngon lành luôn. Thấy không? 766 nha anh, con này 1,1 triệu ha. Con này bô đẹp. Bình xăng mẹ bên trong cũng đẹp luôn. Còn lốp chống cháy luôn nè anh. 767 ha, 767 con này là con Robin EH17 nha anh. 6 ngựa. Con này dòng OHV ha. Con này cái bình xăng mẹ nó ở trên nó bị trầy rồi. Bị rớt bình xăng mẹ rồi nha anh. Nhưng mà ở trong trắng tinh nè. Nó bị rớt có nghĩa là đây nó bị nhăm 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 hết anh thấy không nè, nó bị rổ đó. Nhưng mà anh mở ra nó hồn liền nè, anh mở ra anh nhìn cái bình xăng anh hết hồn nè, còn xăng luôn, thấy cái lượt đó nè, phiếu nắp xăng 1,8 triệu nha anh. 767 767 768 là con Rubin EH25, con này 8,5 ngựa có đề nha anh. Con này có đề nặng chắc 32 kg quá. Con này tiền ship chắc khoảng 200 nha anh. Con này có đề. Bô khá đẹp luôn. Con này có bô đẹp nha. Bô đẹp mà cái bình xăng mẹ nó không đẹp ha. Cái bô nó đẹp quá trời. Bô trắng luôn. Bô trắng ha anh. Bô này còn đẹp á. Tỷ lệ phần trăm bô này khá cao luôn. Bị trầy trên đây xíu nha anh. Đó. Khi mình quay video anh nhớ xem kỹ giùm em ha. Tua lại, tua lại, tua tới, tua lui coi giùm em. Hoặc là nếu mà anh cảm thấy cái nào vướng mắt á, thì gọi em quay bên Zalo riêng nha anh. Đây, nó bị mớp chỗ này ha anh. Bình xăng nè, nó chỗ lồi chỗ lõm te tè le nha anh. Có nghĩa là khi về nó mớp sọp xuống luôn. Thợ em đã hỗ trợ móc lên á. Nhưng mà móc á, thì nó cũng tỷ lệ phần trăm nó móc lên, nó nhìn nó đẹp hơn xíu thôi, chứ nó cũng đâu có đẹp hơn dữ anh. Tại vì nó sắc mà. Đây bên trong nha anh. Được nha anh, con này em báo giá không phai 2,7 triệu nha anh. 768 bô rất đẹp luôn, có đề luôn. Nhưng mà bình xăng mẹ bên ngoài nó hết đẹp rồi nha anh. 768 ha. 769 con này là con Mitsu GM231. Trời ơi, cái thằng ông nội là bắt cái chụp giật kìa trời. Mitsu GM231 là 7 ngựa nha anh. Máy nằm ha. Con này cốt thẳng nha anh. Cốt 25 ly. Con này báo giá công khai 5 triệu nha anh. 7 ngựa, Mitsu, máy nằm, hộp cò OHV nha anh. Con này đã nổ rồi nha anh. Cần ga nha. 769 5 triệu. Mắt xăng. Bình xăng bên trong. Bình xăng bên trong nha anh, 50 50 nha anh. Bên ngoài mức 1 à. Tem mạc còn đầy đủ luôn nha anh, nó bị trầy chỗ này nha. Này phải trầy không ta, dính keo ta. Bị trầy hay dính keo không biết. Đây anh, này nó bị trầy chỗ này nha. Đây. GM 2317 ngựa cốt thẳng. 5 triệu nha anh, đã nổ. Chưa tính phí ship. 770 770 con là con Rubin. Con Rubin 5 ngựa 2 nha anh. GS200 nha. Con này lóc đẹp anh ha. Ốc vàng đâu ha. Bô em mũ.
Con này báo giá công khai 1,2 triệu nha. Bình xăng bị mốt chỗ này nha. Mấy ông thợ em dán bít luôn, bao nước vô luôn. Này con mắc xăng 770, 771, 771. Con là con Mitsu nhanh, Mitsu GM291 là 8 ngựa nha. Con này xài, con này là xài bôi nhớt chiên đời gắt xới ha. Đây em, GM291 6495553 nha anh, 6495553 ha. GM291 con này anh biết sao, nó là bình nhựa, bình cô mà giúp nhanh đổ miền Tây mình xuống, nhưng con này bao xét luôn. Con này 8 ngựa nha anh. Con này báo giá công khai 29. Cái dây này là dây xịt. Dây là dây xịt nha anh, bao bền luôn. Dây của máy rửa xe chứ không phải dây mới. Con này không có bô lửa nha anh. Con này không bố lửa, tại đa phần em bán những con máy Mitsu lớn ngựa xài xuồng anh, nên họ không có xài bô, họ xài về xài cái bô inox đi ha, hãm bớt á, hãm bớt tiếng thôi, chứ ở dưới họ ít xài bô lắm, đa phần những cái bô zin bô ấm mình họ bỏ lại hết rồi. Con này con Giang Ma nhanh, con Giang Ma GA77, ủa 77 là gì, à con Giang Ma GA7G7, con này có đề luôn nhanh. Con này Giang Ma 7x7 ha, có đề luôn. Con này cái bô bị rớt rồi ha, cái bô nó còn có tù lũa trong mà, cái yếm ngoài nó mất rồi nha anh. Đây, Giang Ma GA77 là 7x7 nha anh. Anh thấy không trời. Cốt 25 ly nha anh. Chỉ tính tiền khúc này trở xuống thôi ha, bình xăng không tính ha. Con này em báo giá công khai 1,8 triệu nha. Con này là con Robin OHV ha, con này là 8,5 ngựa, tốc chậm luôn. Cái này độ từ cái bình xăng của con Robin I18 vô. Mấy anh thông cảm ha, tại vì nhà mình bán hàng bãi mà có những cái về lỡ mà sự cố nó bị mục bị bể, bắt buộc tụi em phải thay cái khác hàng, cái bình xăng của nó thì không có, bắt buộc phải độ phải chế lên ha. Nè đó, ông thợ em cắt hàng chế cũng cực khổ lắm chứ bộ. Con này cũng khá liền lạc ha, bô đẹp nha anh. Bình xăng bên trong cũng ngon lành lắm chứ bộ. Con này báo giá công khai 1,8 triệu nha anh, không tính bình xăng này nha. Con này chỉ tính khúc dưới thôi, 737. Đây đó, nguyên thủy của nó nè anh. Đây con này là nguyên thủy của nó, bình xăng nè, về ở trên đây biết sao không, nó bị lủng một lỗ như này nè. Thôi em bỏ luôn. Con này Robin, con này Robin OH25 8,5 ngựa nha anh. Đó, bình xăng này nó hư, bắt buộc có bình xăng này kiếm cực lắm anh, kiếm không ra luôn á. Tại đa phần những con này trong trụi nó ra nhiều nên tụi nó thu vô bình xăng ghê lắm. Con này thì khá đẹp ha. Con này liền lạc ha, từ áo gió cho tới bình xăng mẹ. Bình xăng mẹ đẹp hú hồn luôn, bình xăng mẹ đẹp quá. 774, con này báo giá công khai 2,2 triệu nha anh. Bơm, con này là con bơm, này là con bơm Mitsu GM90 2,7 ngựa.
hồng ra 27 nha anh. Con này báo giá, con này đẹp, được, được chứ không đẹp nha anh. Thấy cái lược nó tưởng nó đẹp lắm nhờ, nó không được, nó không trắng. 1.6 triệu nha anh. Đời này đời GM xài nó thì ok hơn cái đời GB mình ha. Hoặc ra cò cò với cò sắt xài ok hơn cò nhôm. Con này con Mitsu 131 nha anh. Quá xấu luôn, xấu banh nhà luôn. Anh nào lấy luôn bơm ha, 1.8 triệu. Hai con bằng giá luôn. Con này nó xấu dữ trời. Mấy anh này về là bao dục luôn. Hình xăng bên trong ha anh, khá đẹp luôn nha. Bơm họng ra 60 nha anh. Con này 1316, 4 ngựa, họng ra 60, con dưới cũng vậy luôn. Y chang hai con, anh lấy con nào cũng vẫn được ha. Em chào mấy anh nha. Trời, lúc này công nó không về anh ơi, chết rồi. Nó mà không về chừng 2 tuần nữa là em hết hàng đăng luôn. Bãi em bán sạch luôn. Không còn gì để bán. Tối tới em xuống like nha anh. Cảm ơn mấy anh thời gian qua đã giúp ủng hộ em rất nhiều nha. Em cảm ơn mấy anh rất nhiều nha anh.